Ok, chúng ta có thêm một cái từ khóa nữa, là có thêm một cái khái niệm đấy là hệ giá trị. Thì cái hệ giá trị này nói lên một cái từ, một cái điều là gì ạ? Cái mà chúng ta truyền tải đến cho khách hàng, cái mà khách hàng nhận được nó không chỉ là một giá trị đơn lẻ, được chưa? Mà nó là cả một cái hệ giá trị. Và chúng ta so sánh với đối thủ thì chúng ta cũng chỉ so sánh cái gì ạ? Cái hệ giá trị này thôi. Mạnh hay yếu thì nó cũng chỉ nằm ở cái hệ giá trị này thôi. Hình dung ra chưa ạ? Thế thì hệ giá trị thì nó có rất là nhiều cấp độ. Nó có hệ giá trị của doanh nghiệp, tức là cả một cái doanh nghiệp thì nó có hệ giá trị gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu khi mà chúng ta tìm hiểu về ngành. Và hệ giá trị của marketing, tức là marketing nó đóng góp cái gì trong cái doanh nghiệp đấy? Các bạn hình dung ra chưa ạ? Và hệ giá trị của marketing thì nó sẽ nằm trong gì ạ? Hệ giá trị của doanh nghiệp, được chưa ạ? Trong cái khái niệm chiến lược marketing thì chúng ta chỉ xét hệ giá trị gì ạ? Marketing. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Bây giờ hệ giá trị của marketing nó chỉ có 5 cái biến thôi. Nó chỉ có 5 cái giá trị mà chúng ta sẽ, khi nói đến marketing chúng ta chỉ có nói đi nói lại 5 cái biến này thôi ạ. Biến thứ nhất đấy là biến về sản phẩm. Sản phẩm này đem đến giá trị gì cho khách hàng? Khách hàng khi họ nhận được một cái sản phẩm dịch vụ thì họ luôn có 5 cái giá trị lớn này mà bắt buộc chúng ta phải gì ạ? Phải đáp ứng đủ và phải hơn gì? Hơn đối thủ, được chưa? Hơn ở điểm nào thì chưa quan trọng, được chưa? Cái đó là thuộc chiến lược của chúng ta. Nhưng chúng ta phải hiểu là đã so sánh mình với đối thủ thì chỉ có 5 cái hệ giá, 5 cái giá trị này, được chưa? Hệ giá trị đầu tiên là sản phẩm. Thì cái sản phẩm này nó đáp ứng cái gì cho khách hàng? Nó giải quyết cái gì của khách hàng? Chúng ta sẽ hiểu rộng cái sản phẩm này ra, nó là gì ạ? Nó có thể là dịch vụ, hàng hóa hoặc là gì? Thông tin. Khi mà tìm hiểu về sản phẩm chúng ta sẽ đi kỹ. Nhưng hãy hiểu sản phẩm nó giải quyết cái vấn đề là gì ạ? Nhu cầu của khách hàng. Hay người ta gọi là đây chính là giải pháp của doanh nghiệp. Giải pháp để giải quyết vấn đề ấy. Nhớ nha, khi nhắc đến hệ giá trị, đầu tiên chúng ta phải nhắc đến cái việc là gì ạ? Chúng ta sẽ giải quyết nhu cầu gì của khách hàng, được chưa? Giải quyết xong rồi họ có thỏa mãn chưa? Hả? Chưa thể thỏa mãn. Nó thêm một cái biến nữa, đấy là biến dịch vụ. Dịch vụ ở đây khác với cái dịch vụ gì ạ? Cái sản phẩm nó có thể là dịch vụ, nhưng đây là dịch vụ, này là dịch vụ gia tăng đấy. Cái giá trị gia tăng mà chúng ta sẽ đóng góp vào trong cái sản phẩm này. Nhưng mà nó rất là quan trọng nên là nó phải tách ra thành một cái gì ạ? Một cái giá trị riêng. Hình dung ra chưa? Cái dịch vụ này nhằm giải quyết nhu cầu gì, giải quyết vấn đề gì của khách hàng? Nó đem lại cái giá trị gì của khách hàng? Cảm xúc, chính xác. Dịch vụ nó đem đến cái cảm xúc, hay người ta gọi là cách mà mình đối xử với khách hàng như thế nào. Khách hàng thích chúng ta đối xử như thế nào. Ví dụ sản phẩm của chúng ta là bán giày, nhưng mà cách chúng ta bán cái giày đấy thì người ta gọi là gì ạ? Là dịch vụ. Nó phục vụ cho việc cảm xúc và gì ạ? Cái thái độ của chúng ta với khách hàng. Định nghĩa dịch vụ rất là khó hiểu, nhưng các bạn hãy hình dung đó là thái độ mà chúng ta sẽ gì ạ? Cư xử với khách hàng. Khách hàng họ muốn cư xử như thế nào? Cái giá trị thứ ba đấy là giá trị về gì ạ? Về kênh phân phối. Kênh phân phối nó giải quyết cho chúng ta giá trị gì ạ? Đáp ứng cái gì của khách hàng? Chúng ta có sản phẩm rồi, chúng ta có gì ạ? Thái độ để phục vụ khách hàng rồi, tốt rồi. Nhưng khách hàng cần thêm một cái gì ạ? Một cái tiện lợi, đúng không ạ? Tức là họ có mua sản phẩm dịch vụ đấy, nó có tiện không? Nó có nhanh không? Nó có dễ không? Được chưa? Nếu tất cả sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt nhưng kênh phân phối, tức là sự tiện lợi của khách hàng, họ nhìn họ khó tìm thông tin, họ khó tìm gì ạ, sản phẩm, thì nó có ổn không ạ? Nó vẫn là, người ta gọi là giá trị, nó vẫn là hệ giá trị gì ạ? Thấp. Cho nên các bạn nhìn một cái doanh nghiệp người ta đi làm marketing, các bạn phải hiểu nó không phải là những biến đơn lẻ, được chưa? Nó là cả một cái hệ này mà phải làm tốt được thì lúc đấy chúng ta mới có gọi là có đủ năng lực để cạnh tranh được. Cái biến thứ tư
là biến gì ạ? Giá. Giá này đáp ứng cái nhu cầu gì của khách hàng? Khi mà họ có sản phẩm dịch vụ tốt rồi, thuận tiện lợi quá, nhưng mà họ phải có khả năng gì ạ? Có khả năng chi trả. Tức là cái giá đó phải có nằm trong cái vùng chi trả của gì ạ? Của khách hàng. Được chưa? Và luôn nhớ giá phải là những thứ là những thứ họ phải trả, nhưng luôn luôn nó phải ít hơn gì? Ít hơn những cái mà họ sẽ nhận được. Hình dung chưa? Thì đấy người ta gọi là hệ giá trị về giá. Và hệ giá trị cuối cùng đấy là hệ giá trị về thông tin. Hệ giá trị thông tin có nghĩa là khi mà họ mua một sản phẩm dịch vụ ấy, họ cần sản phẩm dịch vụ, họ cần kênh phân phối và họ cần giá, nhưng họ cần một thứ để quyết định, đấy là gì ạ? Đấy là thông tin. Thông tin này bao gồm các cái thông tin về sản phẩm, về dịch vụ, về gì ạ? Về kênh phân phối, về giá, tức là họ bán ở đâu, nó có gì hay ho, tốt đẹp, đúng không ạ? Và thông tin này người ta cần một cái sự minh bạch. Minh bạch để người ta có thể so sánh gì ạ? So sánh mình với đối thủ. Bởi vì khi khách hàng họ mua hàng, họ sẽ không dừng lại ở gì? Một doanh nghiệp. Họ sẽ phải so sánh gì ạ? Ít nhất khoảng 3-4 doanh nghiệp gì đấy. Các bạn đi mua hàng, các bạn có như thế không? Đúng không? Vậy thì việc của chúng ta là nếu ai cung cấp càng nhiều thông tin có giá trị thì người đó càng có lợi thế, doanh nghiệp đấy càng có lợi thế. Đúng không? Thì cái này nếu mà trong làm ấy, người ta gọi là làm truyền thông đấy. Truyền thông có nghĩa là chúng ta truyền đi gì ạ? Những thông tin. Nhưng nhớ, ở thời đại này không chỉ có thông tin thông báo mà phải là thông tin gì ạ? Thông tin có giá trị. Các bạn hình dung không ạ? Cái việc đó nó đẻ ra luôn một cái chiến lược nữa, người ta gọi là chiến lược làm gì ạ? Làm content marketing. Sau này chúng ta sẽ học. Hình dung không ạ? Vậy thì khi các bạn nói đến so sánh giữa gì ạ? Một doanh nghiệp và các đối thủ, khi đáp ứng khách hàng trong marketing thì hệ giá trị marketing nó có 5 cái biến này. Được chưa? Và chỉ so sánh, bây giờ chỉ có đi so sánh 5 cái biến này. Ok. Định lượng cũng định lượng ở 5 cái biến này. Được chưa? Còn trong, đây là cái biến lớn. Còn mỗi một cái biến lớn này nó lại có gì ạ? Nó có hàng trăm những cái biến nhỏ phía trong nữa. Nếu như một doanh nghiệp phân tích so sánh với đối thủ mà chúng ta càng chia nhỏ được những cái đó thì chúng ta càng có lợi thế về mặt đưa ra chiến lược. Hình dung không ạ? Ví dụ tôi nói ví dụ như sản phẩm, có rất nhiều cái trong sản phẩm, đúng không? Sản phẩm là cái chung, ví dụ như là cái bao bì, nó có phải sản phẩm không? Đúng không ạ? Chúng ta đôi khi chỉ cần một lợi thế về bao bì, lợi thế về chất lượng, lợi thế về tính năng, đúng không ạ? Lợi thế về độ bền, rất là nhiều thứ trong sản phẩm. Dịch vụ rất nhiều, kênh phân phối rất là nhiều, đúng không ạ? Thông tin nữa, tất cả tật những cái này. Ok. Vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa, cái này cực kỳ quan trọng. Khi các bạn chỉ cần nhắc đến gì ạ? Marketing, các bạn hãy nhớ cho tôi, đây là 5 cái giá trị không thể gì ạ? Không thể tách rời được. Được chưa ạ? 5 cái giá trị này, lớn này, nó sẽ nằm trong 5 cái giá trị, nó sẽ nằm trong 12 cái giá trị của doanh nghiệp. Được chưa ạ? Trong đó marketing chiếm đến 5 cái giá trị. Ok.